Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế. Theo đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế, bất cứ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nào cũng không thể tách rời vấn đề nông nghiệp, nông thôn. Đây cũng là khu vực chịu ảnh hưởng nặng của đại dịch COVID-19 cũng như cơn lốc đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ trong thời gian qua. Với 10 đề án quy hoạch liên quan đến cơ cấu lại ngành nông nghiệp sẽ phải hoàn thành chủ yếu trong 2 năm 2021-2022, đòi hỏi sự tập trung cao độ của Bộ Chủ trì và các cơ quan liên quan. Việc phát triển khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu giai đoạn 10 năm tới. Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị. Trong cơ cấu lại ngành doanh nghiệp nhà nước, ưu tiên lựa chọn những doanh nghiệp FDI có hiệu quả về công nghệ và giá trị gia tăng, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp đổi mới hoạt động doanh nghiệp nhà nước, cải tiến tổ chức hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quyết định 09 ngày 13 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ. Đây là cơ quan chuyên trách làm đại diện sở hữu đối với nhà nước, cần tách bạch chức năng quản lý nhà nước và đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong hoạt động. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận trực tuyến dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Phát biểu góp ý thảo luận tổ, đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng, quy hoạch đất quốc gia cần tạo cơ sở pháp lý thống nhất, phân bổ nguồn lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Quỹ đất các loại cần được kiểm kê, thống kê thực địa, thực chất, tránh chồng lấn, phá vỡ môi trường sinh thái và hệ sinh thái hạ tầng cơ sở sinh tồn của toàn dân đất nước. Để giải quyết tốt mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường, xã hội, cần giải quyết căn cơ những bất cập trong quy hoạch sử dụng đất và tài chính đất đai. Việc lập quy hoạch thì chưa dựa trên cái phương pháp, cái công nghệ hiện đại. Các chỉ như tình trạng mà tới đây là có những cái trường hợp bây giờ thẻ đỏ, bây giờ là chồng phát hiện là chồng lên nhau hết. Vì trước kia là bằng đo bằng thủ công, bây giờ là đo bằng máy. Nên là vừa rồi có nhiều cái trường hợp phải tranh chấp giải quyết nhau ở tại tòa. Thế là, đó là một trong cái vấn đề. Với là cái thông tin số liệu, tài liệu mà đầu vào cho cái công tác mà lập quy hoạch còn hạn chế. Và dự báo cái sử dụng đất là chưa sát với cái nhu cầu. Sau 11 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành đợt 1 theo hình thức trực tuyến. Kỳ họp tiếp tục đợt 2 theo hình thức họp tập trung tại tòa nhà Quốc hội diễn ra từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 11.